Theo điều tra, Vinh từng làm việc tại một gara ô tô ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Khoảng 0 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022, lợi dụng lúc bạn làm cùng ngủ say, Vinh đã lấy chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max của bạn rồi đem bán ở cửa hàng cầm đồ với giá 9 triệu đồng. Sau đó, Vinh đã đi xe khách về thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Số tiền có được, đối tượng đã chi tiêu hết cho bản thân. Còn bạn của Vinh, khi thấy mất điện thoại, đã đến công an phường Trung Hòa để trình báo sự việc. Biết không thể trốn tránh, ngày 10 tháng 8 năm 2023, Vinh đã đến công an quận Cầu Giấy đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Quang Vinh về tội trộm cắp tài sản. Hiện công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.